Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C4 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 38, đề bài như sau. Quan sát thí nghiệm sau này, đặt nguồn âm, đồng hồ có chuông đang reo, nguồn âm này là một cái đồng hồ, được chưa? Vào một cái cốc và bịt kín miệng cốc bằng một miếng ni lông. Treo cốc này lơ lửng trong một bình nước và lắng tai để nghe được âm phát ra, như hình 13.3. Và câu hỏi C4 họ hỏi như sau. Âm truyền đến tai qua những môi trường nào? A. Chiếc đồng hồ này được đặt trong một cái cốc và bịt kín bằng một lớp ni lông. Trong cái cốc này sẽ có không khí, được chưa? Vậy thì âm từ đồng hồ này phát ra sẽ truyền qua môi trường không khí, ra môi trường nước, đúng không? Sẽ truyền qua môi trường nước và lại tiếp tục đến môi trường không khí và đến tai chúng ta, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi C4 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 38. Tôi sẽ nói chỗ này là trang 38 các em nhé. Chưa? Đó là vì âm được đặt trong chiếc cốc chứa không khí. Vì âm được đặt trong cốc đều đặt trong cốc chứa không khí. Và bịt kín miệng. Và bịt kín miệng cốc. Miệng cốc. Bằng cái gì các em? Bằng một miếng ni lông. Bằng một miếng ni lông. Cốc được đặt trong chất lỏng. Cốc này lại được đặt trong chất lỏng. Cốc được đặt trong chất lỏng. Chất lỏng này là nước. Chính vì vậy, âm phát ra từ nguồn âm truyền trong không khí, nó sẽ truyền trong không khí ở trong cốc này, truyền trong không khí, truyền trong không khí trong cốc. Rồi truyền sang nước. Rồi truyền sang nước. Rồi truyền qua không khí. Truyền ra nước rồi lại truyền ra không khí. Rồi truyền qua không khí. Cái không khí này là cái không khí này ở ngoài cái chậu này rồi các em nhé. Không khí ở ngoài cái chậu này vì tai chúng ta đặt ở bên ngoài cái chậu này mà. Được chưa? Không khí ngoài hồ nước. Và khi này mới đến tai ta. Được chưa? Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C4 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 38.